Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại Nevada đang có mặt tại con đường Tô Hiến Thành của quận 10. Anh chị đi hướng ngược lại là mình sẽ tới Big C miền Đông đó anh chị, một siêu thị Big C lớn đó. Còn cái hướng này là mình đi ra Cách Mạng Tháng 8 và tương lai nó sẽ là tuyến Metro. Anh chị hôm nay sẽ có một cơ hội mua một căn nhà bán mặt tiền mà giá trong hẻm anh chị nha. Cơ hội mua nhà mặt tiền với mức giá trong hẻm, mình liên hệ chính chủ với lại chị Nhung là chủ nhà, mình để bên trên góc phải màn hình đó, 0982 680 502. Căn nhà hôm nay rất là đẹp luôn anh chị và mức giá vô cùng là phải chăng. Hiện trạng của nó là một trệt, một lửng, 3 lầu với 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Nhà đã hoàn công, mua bán sổ hồng riêng, cực kỳ là mới đẹp. Và nó có khá là nhiều hướng vào anh chị. Anh chị có thể đi bên đường Hòa Hưng vào cũng được nè, hoặc là anh chị đi đường Tô Hiến Thành. Đây bây giờ mình sẽ quẹo tay phải vào hẻm 163. Nếu mà anh chị xích lên Tô Hiến Thành chút xíu nữa thôi là mình sẽ tới chợ Chí Hòa. Đi chợ Hòa Hưng cũng được anh chị ha. Quẹo tay trái thì đi ra công viên Thỏ Trắng, công viên Lê Thị Riêng. Căn nhà này nó nằm là giao giữa ba đường Cách Mạng Tháng 8, Tô Hiến Thành với lại đường Hòa Hưng nha anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị đường vô nha. Đây bên tay phải mình là trường Mầm Non phường 13. Ở đây là 163 Tô Hiến Thành. Anh chị chạy vô quẹo tay trái cái tới nhà, rất là tiện lợi ha. Đường xá là anh chị thấy rộng rãi nè, xe hơi là lưu thông được nè. Rồi bây giờ mình ôm tay trái nha. Ở đây có siêu thị Winmart, là anh chị biết khu vực này người dân cực kỳ đông luôn. Bên trong đây là một ngôi chợ nhỏ. Từ nhà mình nếu mà đi ra chợ Chí Hòa là chỉ có 400m thôi à, nhưng mà gần nhà mình là có chợ bán đầy đủ rau cá thịt. Và xe cộ qua lại trước nhà mình khá là đông nha anh chị. Thành ra anh chị bước ra là tới chợ và mình có thể là buôn bán kinh doanh được luôn. Bây giờ anh chị quẹo tay trái là cũng ra Tô Hiến Thành được nha. Còn anh chị đi thẳng chút xíu nữa là căn nhà của mình nằm bên tay trái ở đây là anh chị. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dừng lại cái vị trí này, quay chi tiết cho anh chị xem căn nhà bên tay trái này nha. Và đây là hướng mình chạy xe vào từ đường Tô Hiến Thành nè quý anh chị ơi. À, hiện tại là mình đi ngang một cái chợ ha, chợ nhỏ thôi nhưng mà khá là đông. Còn nếu mà anh chị nào muốn đi chợ Chí Hòa, chợ Hòa Hưng á thì cũng chỉ có vài trăm mét là tới vị trí căn nhà đang cần bán chính chủ của chị Nhung. À, nằm phía trước mặt với quý anh chị đây thì anh chị sẽ thấy á, là cái đường này á, xe cộ chạy qua lại khá là đông nha anh chị, khá là đông luôn. Bởi vì nó thông giữa Cách Mạng Tháng 8 ra Hòa Hưng, ra Tô Hiến Thành nên xe cộ qua lại rất là nhiều luôn. Và hiện trạng cái đường này anh chị nó rộng khoảng tầm là 4m hơn, xe hơi lưu thông được. Và mình tiết lộ luôn cho anh chị á, tương lai cái đường này nó sẽ thành mặt tiền đường số 6, lộ giới 12m ha. Và hiện tại căn nhà đang cần bán của mình á, là nó quy hoạch đất ở anh chị nha. Quy hoạch đất ở đã hoàn công rồi. Khi mà nó mở ra cái đường 12m, căn nhà này nó sẽ ra mặt tiền. Lúc đó, đó thì cái giá trị tài sản của anh chị nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần luôn. Và nó chỉ lấy vào nhà mình á, là khoảng tới nửa sân thôi anh chị. Tới nửa sân, 1m mấy thôi. Đó. Nhà mình còn cái diện tích rất là lớn luôn anh chị, rất là lớn luôn. Và hiện tại trước nhà mình là không có bị dính cống anh chị nha. Rồi quang cảnh ha, một vị trí cực kỳ trung tâm của quận 10. Ai cũng mong muốn có một căn nhà ở đây. Với cái bề ngang phía trước 3m rưỡi mà cái hậu á, thì nở ra tới 4m thì rất là tốt về mặt phong thủy. Còn tổng chiều dài của nhà này là gần 14m nha. Nhà này thì có hướng đông nam với kết cấu là một trệt, một lửng, 3 lầu với 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Thiết kế rất là đẹp luôn chị, full nội thất, nhà mới 100% ha. Nội thất nhà này cực kỳ là hiện đại, cao cấp. Xung quanh đây thì chợ nè, siêu thị, bệnh viện, công viên Lê Thị Riêng nè. À, rồi khu vui chơi Thỏ Trắng, trường học thì rất là nhiều luôn. Anh chị nào mà mình có tầm tài chính tốt á, mình sở hữu bất động sản này thì tương lai á, là nó sẽ ra mặt tiền đường nha. Mình nhắc lại, tương lai căn nhà này sẽ ra mặt tiền đường số 6. Rồi ok ha, ở đây mình có một cái khoảng sân. À, chỗ này thì đậu được rất là nhiều xe. Như chị thấy, mình đi vô thì cái bậc thềm cao lên chút xíu nữa nè. À, rồi tới một lớp cửa là nhôm kính xiên pha. Còn bên ngoài là có cửa cổng anh chị nha. Quá là đẹp luôn anh chị. Hiện tại nhà này
có một cái giếng trời phía sau nữa nha, nhà có giếng trời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết, mở sổ hồng, báo giá công khai và anh chị sẽ liên hệ chính chủ với chị Nhung, không có cần qua trung gian luôn. Đây quang cảnh ha, à, điện đớm nè anh chị, đó, CB, rồi mấy cái công tắc đều là lại tốt hết, đó, quạt trần cũng vậy anh chị. Rồi phòng khách cực kỳ là rộng rãi, bên đây trang trí một bộ ghế sofa. Nếu mà anh chị nào mở spa thẩm mỹ á, tại vị trí này mình thấy cực kỳ là phù hợp luôn. Có thể là kết hợp vừa ở gia đình vừa kinh doanh công ty cũng được. Rồi khu vực của bếp nha, hiện tại là có đầy đủ cho mình nè, bếp bếp âm nè, rồi máy hút mùi nè, tường là được dán kính nha, rất là dễ lau chùi. Rồi bên đây là có bồn rửa nước nóng lạnh luôn. À, vị trí bên dưới tầng trệt có một toilet như anh chị thấy ha. À, được lót gạch hết luôn, rất là đẹp. Bên trái mình thì có thể là mình để thêm đồ được nha. Nhà rất là mới anh chị, chưa có ai ở hết, nhà này cũng đã hoàn công luôn rồi. Bắt đầu bây giờ mình sẽ bước lên trên cầu thang, đi lên trên tầng lửng nha. Thiết kế của nhà này thì mỗi tầng đều có nhà vệ sinh hết. Và đây là cái phần giếng trời nè anh chị, đó, cái cửa này là giếng trời phía sau, giúp cho không khí nó lưu thông cực kỳ tốt luôn. Mỗi tầng là có CB riêng. Rồi khu vực tầng lửng, à, rất là rộng ha. Rồi bên trong phòng có nhà vệ sinh luôn, tiện lợi nếu mà anh chị có thể là mình cho thuê phòng cũng được, bên trong là có nhà vệ sinh, tiện lợi để cho khách thuê. Rồi, bồn cầu liền khói nè, rồi có ngăn vách tắm đứng nè. Đó thì chỗ này là khu vực giếng trời phía sau nè anh chị, thành ra là mình có thể mở ra để thoát mùi. Đó, máy nước nóng là năng lượng mặt trời nha. Rồi khu vực tầng lửng này thì anh chị thấy nhà mình là hướng đông nam, thành ra ánh nắng sáng vào rất là tốt luôn. Ở đây là mình có cái cửa nhôm kính xuyên pha giúp mình cách âm chống ồn ha. Ở đây mình có làm một cái bậc để mình ngồi đọc sách mỗi buổi sáng nè, ánh nắng vào ngập tràn luôn, quá là đẹp luôn anh chị nha. Rồi căn phòng ngủ đầu tiên, bây giờ mình sẽ lên tầng 2 của nhà. À, thiết kế ở đèn cầu thang cũng đẹp nữa, tất cả đồ rất là cao cấp nha. Đây khu vực tầng 2 thì mình thấy tầng này á là anh chị đã có ban công rồi, có cửa sổ, có ban công và nhà vệ sinh cũng là nằm riêng biệt trong phòng luôn. À, cũng là có ngăn vách tắm đứng này, thiết bị vệ sinh rất là cao cấp như anh chị thấy. À, bồn cầu rồi vách tắm đứng ha, nước nó sẽ không có văng ra ngoài. Còn bên ngoài này là bồn rửa tay. À, từ cái quạt cũng vậy anh chị, được lựa chọn rất là đẹp. Rồi ánh nắng ngập tràn, đây là khu vực ban công nè. Đó, rèm là hai lớp luôn, một cái rèm mỏng rồi một cái rèm dày để mình ngủ nè, mình che lại ha. Cây xanh, ban công nhỏ nhỏ xinh xắn, lan can rất là cao anh chị, cao lên tới 1m4 á, thành ra rất là an toàn cho trẻ nhỏ nha. Rồi sẵn mình nhìn xuống lại cái khu vực bên dưới đó, hiện trạng á, là hẻm 4m, xe hơi lưu thông được từ cách mạng 8 đi ra bên Tô Hiến Thành anh chị nha. Và tương lai khi mà anh chị đứng trên đây nhìn xuống là cái con đường này sẽ là mặt tiền 12m, thành ra anh chị thấy những cái căn nhà bên đó nó thụt vô đó. Đó thì nhà mình là cũng có cái phần lộ giới là nửa cái khoảng sân anh chị nha. À, anh chị mua những cái bất động sản mà tương lai nó có những cái dự án mà nó quy hoạch ra mặt tiền thế này rất là tốt, sau này cái mình ở lâu dài á, giá trị bất động sản của mình sẽ nhân 2 nhân 3. Rồi trên tầng này thì cái toilet nó được đặt ở bên ngoài và chia thành hai phòng ngủ nha. Đó, toilet thì mình thấy nó cũng tương tự thôi, cũng tương tự thôi, cũng ngăn vách tắm đứng và có cái giếng trời phía sau. Rồi nhưng mà ở đây á, thì sẽ được chia thành hai phòng, nhà này tổng cộng là 4 phòng ngủ anh chị ha. Cái phòng này tuy là nó ngăn ra nhưng mà đối với mình thì cái phòng này là ok rồi, cái diện tích này là cũng có thể nói là rộng đó anh chị.
ở được, nếu mà cho sinh viên thì có thể ở được từ 2 đến 3 bạn nha. Đó. Hoặc là anh chị vị trí này anh chị cho thuê phòng rất là dễ dàng, hai vợ chồng ở cái phòng này là tuyệt vời luôn. Rồi đó, cái phòng này cũng được ngăn riêng ra, thì cái này nó có cửa sổ ha, hướng mặt tiền, ánh sáng vào rất là sáng luôn. Rồi bên đây có cánh cửa này, mình có thể mình mở ra đó, đón gió đón không khí vào. Rồi nhà hướng đông nam, hợp mạng cho anh chị là đông tứ trạch, có sẵn những cái ống máy lạnh hết rồi, anh chị về là chỉ gắn vào thôi. Ngay cả cánh cửa này cũng rất là đẹp nè anh chị, cửa màu rất là đẹp, rất là sang trọng ha, nó rất là tiệt với lại cái màu của nhôm kính xiên pha đó anh chị. Đó, ngay cả cái cửa bên cửa cái này là giếng trời nè anh chị, đó nó cũng chung màu nữa, tức là cái nhà này có kiến trúc sư làm thiết kế, thành ra cái màu sắc nó khá là hài hòa ha. Cầu thang đá hoa cương, cái bước đi á rất là ok nha, không có mệt, bước đi nó vừa, nó không có cao. Có nhiều căn nhà ta thiết kế lâu rồi á, mình đi lên thì cái bậc cầu thang nó cao, anh chị đi rất là mệt luôn. Rồi trên đây là tầng 4 nha, tầng 4 thì cũng có toilet luôn. Đây là giếng trời nè, trên cầu thang cũng có một cái giếng trời nữa nè anh chị. Giếng trời của trên cầu thang, rồi bên đây cũng có giếng trời nữa. Rồi chỗ này có thể để được cái máy giặt nè, ống cấp, ống xả, rồi toilet ha. Trên đây thì không có ngăn cái phòng tắm đứng, không có ngăn chết tắm đứng. Đó, quá đẹp luôn. Rồi cửa cũng vẫn là nhôm kính, mặc dù chỉ là toilet thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi ra phía bên ngoài này, thì bên ngoài này là khu vực sân thượng. Sân thượng phía trước được lót gạch, có vòi hồ, có ổ cắm điện, anh chị có thể lên đây để mình BBQ, mình làm tiệc tùng cho bạn bè anh em họp mặt. Hôm nay cũng có ổ cắm điện luôn nè anh chị. Tính hết rồi, nhiều khi mình xài bếp điện ha, đang lẩu thì chỗ này nó chỉ thiếu một cái mái che thôi. Nếu như anh chị nào về mà mình muốn thường xuyên để mình lên đây buổi sáng thì mình có thể lắp mái che, còn nếu mà anh chị để phơi đồ quần áo thì mình để cái không gian thế này nó thoáng ha, thoáng khí rất là tốt, không khí lưu thông. Rồi bước ra bên ngoài nhìn xuống lại, quang cảnh dân cư cực kỳ đông luôn, vị trí trung tâm rồi, ai cũng ao ước có một căn nhà tại quận 10 mà cái hẻm là phải rộng rãi như thế này anh chị. Đó, xe cộ qua lại khá là đông ha, vị trí này anh chị có thể buôn bán được. Vào buổi sáng buổi chiều thì người dân qua lại rất là đông luôn, tại vì vị trí nó gần trường học và nó thông giữa ba đường Tô Hiến Thành, Hòa Hưng với lại Cách Mạng Tháng 8, đi ra chút xíu là tuyến metro luôn anh chị. Thông tin rất là rõ ràng. Thì bây giờ mình đã quay từ dưới lên trên, mình sẽ mở sổ hồng báo giá công khai, anh chị liên hệ chính chủ với chị Nhung nha. Sổ hồng riêng của nhà có địa chỉ tại 493A/132 đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường 13 quận 10. Vị trí của nhà quy hoạch đất nhóm nhà ở hiện trạng, và căn nhà này tương lai sẽ thành mặt tiền đường số 6, bề rộng lên tới 12m, rất có giá trị. Diện tích công nhận trên sổ là 44,5m², nhà đã hoàn công, diện tích sàn lên tới hơn 150,8m², cực kỳ lớn. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng đông nam với kết cấu là một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng, tổng cộng là 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, thiết kế hiện đại cao cấp. Diện tích sử dụng thực tế của nhà lên tới 50,3m². Vì có một cái phần sân hiện tại là nó nằm trong phần lộ giới, trên sổ chưa có cộng vào đó anh chị. Bề ngang 3,5m, nở hậu ra 4m, chiều dài là 13,65m. Với mức giá bán chỉ 9.600.000.000, 9.6 tỷ, giá này có thương lượng, mua bán sổ hồng riêng công chứng sang tên. Liên hệ chính chủ với chị Nhung qua số 0982 680 502, không qua trung gian, không phí hoa hồng. Sau khi quý anh chị đã tham quan xong căn nhà địa chỉ 493A/132 Cách Mạng Tháng 8 ha, cái hướng này đầu clip mình đi vào từ Tô Hiến Thành nè anh chị, ở đi ngang cái ngôi chợ nhỏ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xuất phát đi thẳng hướng này ra Cách Mạng Tháng 8,
cho anh chị tham quan cái đường xá, mình dễ ra quyết định ha. Đây là một cơ hội để anh chị sở hữu bất động sản mặt tiền tương lai, nhưng mà hiện tại anh chị mua là cái giá giống như trong hẻm thôi. À, đường rộng lên tới 4-5 mét, xe hơi có thể lưu thông được anh chị nha. Rồi đường xá anh chị thấy nè, đó hai bên ta xây là ta thụt vô sẵn hết rồi. Thành ra tương lai á, thì những cái đường xá tại thành phố Hồ Chí Minh mình á, là quy hoạch cũng rất là nhanh chóng. Vị trí này ở khá là an ninh, khá là yên tĩnh. Có thể kết hợp là mình vừa ở, mình vừa kinh doanh, mình làm spa này nọ công ty. Rồi anh chị có thể là mình cho thuê phòng cũng được ha. Trong phòng là có nhà vệ sinh luôn, thành ra rất là tiện lợi để mình cho thuê. Rồi mình chạy ra đây chút xíu à, thì bên tay trái của mình là ngôi trường Hòa Hưng nè anh chị. Đó, trường Hòa Hưng. Anh chị nào có con em mà mình trong độ tuổi đi học, ở cái vị trí này là không lo ha, rất là nhiều trường để mình lựa chọn luôn. Gần khá là nhiều bệnh viện Thống Nhất nè, rồi bệnh viện 115 Trưng Vương, bệnh viện Nhi Đồng 1. Đó, anh chị thấy cái đường Cách Mạng Tháng 8 phía trước rồi. Thì tương lai nó sẽ là tuyến metro đó anh chị, đi về Tham Lương đó. Đó, ngay cả Cách Mạng Tháng 8 này đường cũng đã thụt vào khá là nhiều. Bây giờ nếu mà quẹo tay trái là đi về công viên Thọ Trắng, công viên Lê Thị Riêng. Còn anh chị quẹo tay phải thì mình sẽ đi về 3 tháng 2, đi về Lý Chính Thắng. Đối diện qua là nhà hát kịch Thanh Vân. Rồi ok ha, thông tin mình đã quay khá là chi tiết, giá bán công khai. Anh chị chỉ có thể mua bất động sản này với mức giá là 9.600.000.000 tại thời điểm này thôi. À, khi mà nó quy hoạch ra mặt tiền thì bất động sản này nó sẽ nhân đôi giá trị lên lúc đó. À, anh chị sẽ rất là khó để mình sở hữu luôn. Và mức giá 9.600.000 á, là giá vẫn có thương lượng. Anh chị làm việc trực tiếp chính chủ nha, gọi cho chị Nhung số bên trên góc phải màn hình. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi, nhớ nhấn like đăng ký kênh. Và mình sẽ gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada Nhà và Đất Chính Chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 0847900089 để được hỗ trợ nhanh nhất.